nhiều đơn vị tinh nhuệ nhất dồn lực chọc thủng phòng tuyến Bakhmut. Quân đội Nga tuyên bố tình hình ở mặt trận Bakhmut vẫn nằm trong tầm kiểm soát, trong khi Nga đưa các đơn vị tinh nhuệ nhất tới chào lửa này. Đối phương tiếp tục nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi xung quanh thành phố và đưa những đơn vị tinh nhuệ nhất của họ tới đó, lực lượng lục quân Ukraine hôm 28 tháng 3 thông báo. Theo thông báo, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Sinevsky liên tục ở tiền tuyến cùng các đơn vị cấp dưới tại Bakhmut. Cùng với chỉ huy của mình, họ phối hợp hành động để ngăn chặn đối phương thực hiện các kế hoạch, lực lượng lục quân Ukraine cho biết thêm. Một kênh Telegram không chính thức của các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 46 của Ukraine nhận định, việc bảo vệ thành phố Bakhmut phụ thuộc vào việc giữ ngôi làng Ivanovsky ở cách đó vài km về phía tây. Làng Ivanovsky nằm trên đường cao tốc đến Kotantivskan và chỉ cách Bakhmut 8 km, là một trong những khu vực mà lực lượng Ukraine đang củng cố. Theo các binh sĩ Ukraine, việc đầu hàng ở Ivanovsky sẽ khiến tình hình ở Bakhmut xấu đi đáng kể, và việc để mất ngôi làng này cũng sẽ mang lại cho đối phương quyền kiểm soát con đường dẫn tới thành phố Chashivka, đồng thời cho phép đối phương tấn công từ phía nam. Mặc dù đã tăng cường pháo binh và yểm trợ không quân cho lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, quân Nga vẫn không đạt được bất kỳ thành công nào trong vài ngày qua. Những bước tiến chiến thuật của Nga chỉ ở mức tối thiểu, bất chấp cường độ giao tranh, các binh sĩ Ukraine tuyên bố. Maxim Zorin, một thiếu tá của lực lượng Ukraine tại khu vực Bakhmut, vào cuối ngày 28 tháng 3 cho biết, Bakhmut bị pháo kích suốt cả ngày, vẫn như trước đây, áp lực lớn nhất là các khu dân cư. Những người lính của chúng tôi đang chiến đấu để giành từng ngôi nhà, nhưng rất khó để đẩy lùi đối phương. Hai bên sườn vẫn được giữ vững, không ai để quân Nga bao vây thành phố, Zorin nói thêm. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự hôm 28 tháng 3, quân đội Ukraine cho biết các trận chiến khốc liệt nhất vẫn tập trung ở một số khu vực thuộc vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận các thành phố Belororivka, Bakhmut, Adivka, Marinka và các vùng ngoại ô vẫn là tâm điểm của cuộc giao tranh. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công của đối phương ở các khu vực trên trong ngày qua. Ở khu vực Bakhmut, đối phương tiếp tục tấn công thành phố này. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ của chúng tôi vẫn dũng cảm giữ thành phố và đẩy lùi những cuộc tấn công của đối phương, quân đội Ukraine nhấn mạnh. Ukraine gần đây liên tục đưa ra tuyên bố cứng rắn, thể hiện quyết tâm đảo ngược tình thế và bảo vệ thành phố Bakhmut trước vòng vây hỏa lực. Các chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng Nga đang gặp thiệt hại nặng nề sau các cuộc giao tranh khốc liệt ở Bakhmut suốt nhiều tuần qua. Tư lệnh lục quân Ukraine nói rằng Nga đang tổn thất lực lượng lớn ở Bakhmut và cạn kiệt nguồn lực. Do vậy, quân đội Ukraine sẽ sớm chuyển sang phản công ở Bakhmut. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng có chuyến thăm tới Bakhmut, tuyên bố quân đội Ukraine tiếp tục bám trụ ở Bakhmut lâu nhất có thể. Quan chức Ukraine nói thành phố miền đông có nguy cơ bị xóa sổ. Trong khi cuộc chiến ở Bakhmut tiếp tục khốc liệt, Adivka, một thành phố khác ở miền đông Ukraine, có nguy cơ bị xóa sổ bởi Nga tăng cường pháo kích. Thành phố đang bị xóa sổ khỏi trái đất Adivka ngày càng trở nên giống địa điểm trong các bộ phim hậu tận thế. Vitaly Barabas, người đứng đầu chính quyền quân sự Adivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 28 tháng 3 cho biết. Quan chức này cho biết thêm, các tiện ích của thành phố sẽ bắt đầu ngừng hoạt động do ngày càng nhiều khu vực trong thành phố bị pháo kích và phá hủy mỗi ngày. Một cảnh sát địa phương cho hay, ở Adivka, ngày nào cũng có người thiệt mạng. Ngày càng nhiều người dân địa phương sẵn sàng sơ tán khi thành phố bị pháo kích 24/24 giờ. Ước tính hiện có khoảng 2.000 dân thường ở Adivka so với hơn 30.000 dân trước chiến sự. Adivka cách Bakhmut khoảng 90 km và cách thành phố Donetsk chỉ khoảng 25 km về phía bắc. Giới chức Ukraine đang lo ngại thành phố này có nguy cơ trở thành Bakhmut thứ hai khi Nga tăng cường pháo kích, tìm cách bao vây. Hôm 26 tháng 3, một binh sĩ Ukraine thừa nhận tình hình ở Adivka tiếp tục khó khăn do Nga tăng tần suất không kích và cắt đứt một số tuyến đường tiếp tế của Ukraine. Hôm qua, chính quyền địa phương đã lệnh sơ tán những người không phục vụ cho quân đội ra khỏi thành phố. Lệnh được áp dụng đối với các người làm trong dịch vụ công, bác sĩ cấp cứu, lính cứu hỏa. Đây vốn là lực lượng quan trọng hỗ trợ khắc phục hậu quả do các cuộc tập kích của Nga. Quyết định sơ tán cho thấy mức độ nguy hiểm và tình hình nghiêm trọng ở thành phố. Tại Bakhmut, giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga tiếp tục khốc liệt. Theo tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Sinevsky, nhiệm vụ chính của các đơn vị tại thành phố Bakhmut là tiêu hao lực lượng và gây ra tổn thất lớn nhất về mặt khí tài của đối phương. Ông cho biết thêm, nhờ tận dụng tốt khả năng cơ động và năng lực tác chiến của các loại khí tài, quân đội Ukraine vẫn có thể bám trụ tại Bakhmut. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cũng nói, nhờ vào nỗ lực khổng lồ của quân đội, chúng ta đang ổn định tình hình. Bakhmut là mặt trận khó khăn nhất trên toàn bộ chiến tuyến. Trong khi đó, báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, đà tiến của lực lượng Nga tại Bakhmut có dấu hiệu chững lại, nhiều khả năng do chịu tổn thất nghiêm trọng về binh lực. Trái với tuyên bố này, Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk khẳng định, lực lượng Nga đang đạt được bước tiến ở Bakhmut và gần như kiểm soát hoàn toàn một nhà máy luyện kim ở đây.
Trong một diễn biến khác, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu lắng xuống, chính phủ Anh hôm nay thông báo sẽ phối hợp với Ba Lan xây dựng hai con đường tạm ở tỉnh Lviv, miền Tây Ukraine và tỉnh Poltava ở miền Trung để hỗ trợ nơi ở cho người dân Ukraine phải sơ tán khỏi vùng chiến sự. Ông Zelensky thăm tiền tuyến tại Zaporizhia. Tổng thống Zelensky thăm khu vực Ukraine kiểm soát ở Zaporizhia và gặp các binh sĩ trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công tại tỉnh này. Tôi đang ở vị trí tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia, tự hào được có mặt tại đây, bên cạnh quân đội của chúng ta. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm nay. Hình ảnh được công bố cho thấy ông Zelensky gặp gỡ và trao huy chương cho nhiều binh sĩ, sau đó nghe báo cáo về tình hình chiến sự trong khu vực. Chuyến thăm diễn ra cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang tiếp tục chiến dịch tiến công chủ động ở 6 hướng gồm Donetsk, Nam Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Kupiansk và Lyman. Lực lượng thuộc cánh quân đông đã tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine tại thị trấn Malatomaka và Chebaki thuộc tỉnh Zaporizhia. Một trực thăng Mi-8 của đối phương cũng bị bắn rơi gần làng Temirovka tại tỉnh này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay. Zaporizhia là một trong 4 tỉnh Nga sáp nhập hồi tháng 10 năm ngoái, bên cạnh các tỉnh Donetsk, Lugansk và Kherson. Động thái diễn ra sau khi các khu vực này tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga. Nga đang kiểm soát khoảng 97% diện tích tỉnh Lugansk, 70% diện tích tỉnh Zaporizhia và Kherson, hơn 50% diện tích tỉnh Donetsk. Dù Nga kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở phía nam tỉnh Zaporizhia, nhưng thành phố thủ phủ cùng tên và một phần phía bắc vẫn do Ukraine nắm giữ. Moscow tuyên bố sẽ đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực này. Chef Henzerin, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Nam của Ukraine hồi tháng 1 nhận định, Nga tăng hiện diện ở chiến tuyến đông nam tỉnh Zaporizhia, có khả năng mở đợt tiến công lớn tại đây. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã tấn công, chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhia và kiểm soát được nhiều vị trí thuận lợi. Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Putin nói Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng, kiêm đồng minh Belarus, nước giáp với 3 thành viên NATO. Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập kỷ. Từ lâu, họ đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các đồng minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 25 tháng 3, giải thích động thái triển khai vũ khí của Moscow ở Belarus không có gì bất thường. Lãnh đạo Nga thêm rằng, ông đã trao đổi vấn đề này từ lâu với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và chúng tôi đã nhất trí thực hiện. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ, được thiết kế để sử dụng cho một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường, thay vì phá hủy quy mô lớn. Ông chủ điện Kremlin cho biết Nga đã triển khai 10 máy bay ở Belarus có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Moscow cũng đã chuyển giao cho Minsk một số hệ thống tên lửa phóng loạn Iskander có khả năng phóng vũ khí hạt nhân. Moscow sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện sử dụng từ ngày 3 tháng 4 và dự kiến hoàn thành xây dựng kho dự trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus vào ngày 1 tháng 7. Belarus có đường biên giới với 3 thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Nga và Belarus có mối quan hệ quân sự thân thiết và Minsk đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để đưa quân vào Ukraine. Hồi tháng 1, hai quốc gia tăng cường huấn luyện quân sự chung. Ukraine nói rằng họ không thể loại trừ khả năng Belarus tấn công nước này. Tuy nhiên, ông Lukashenko nhiều lần nhấn mạnh quân đội Belarus không tham gia chiến dịch của Nga ở Ukraine. Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ bình luận rằng Moscow và Minsk đã thảo luận về chuyển giao vũ khí hạt nhân trong một thời gian dài. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn cam kết thực thi chính sách phòng vệ tập thể của NATO, quan chức này nói. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai đạn uranium nghèo ở Ukraine nếu Kiev nhận được loại vũ khí này từ phương Tây. Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Annabel Gordy ngày 21 tháng 3 cho biết, trong số đạn dành cho xe tăng chủ lực Challenger 2 sẽ chuyển cho Ukraine có đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. Nga tất nhiên có những gì cần thiết để đáp trả. Chúng tôi có hàng trăm nghìn quả đạn pháo như vậy chưa sử dụng, ông Putin nói. Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium để sử dụng làm nhiên liệu và vũ khí hạt nhân. Có ít tính phóng xạ hơn so với kim loại này trong tự nhiên, nhưng gây lo ngại về độc tính. Uranium nghèo thường được dùng làm đạn xuyên giáp do có mật độ cao hơn 70% so với chì. Nghiên cứu trên tạp chí Harvard International Review thuộc Đại học Harvard ở Mỹ cho rằng uranium nghèo gây rủi ro sức khỏe với cả binh sĩ tham chiến và cư dân địa phương. Tổng thống Putin tháng trước tuyên bố đình chỉ tham gia New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn là Mỹ và Nga, làm dấy lên nhiều lo ngại về rủi ro đối đầu hạt nhân. Quan chức này nhiều lần khẳng định Moscow sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này đối mặt với mối đe dọa tồn vong. Trong khi đó, Mỹ khẳng định vũ khí hạt nhân chỉ nên được sử dụng trong những trường hợp cực đoan.
Nga đánh sập cầu huyết mạch, ngăn đà phản công của Ukraine ở Luhansk. Pháo binh Nga đã đánh sập một cây cầu tiếp viện huyết mạch của quân đội Ukraine ở vùng Lyha-Lugan. Lữ đoàn pháo binh số 120 của quân đội Nga hôm 25 tháng 3 đã công bố một đoạn video trong đó ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc đơn vị này tập kích một cây cầu ở thị trấn Makivka, miền đông Ukraine. Trong đoạn video được đăng tải, cây cầu chiến lược tại Makivka đã phát nổ dữ dội và đổ sập sau khi trúng đạn pháo của Nga. Theo một số nguồn tin, lữ đoàn pháo binh số 120 đã sử dụng đạn pháo tăng tầm có độ chính xác cao cho vụ tập kích này. Cây cầu vừa bị phá hủy tại Makivka được cho là một ý nghĩa chiến lược của lực lượng Ukraine tại vùng Lyha-Lugan. Hàng hóa và trang thiết bị khí tài tiếp viện cho mặt trận Svatovo và Kremlin của Ukraine thường xuyên được di chuyển qua cây cầu này. Việc phá hủy cây cầu tại Makivka sẽ giúp quân đội Nga làm gián đoạn tuyến hậu cần của Ukraine, qua đó làm giảm tốc độ tấn công của Kiev tại mặt trận Kremlin. Từ cuối tháng 12 năm ngoái, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các đợt tiến công nhằm vào khu vực thành phố Kremlin do Nga kiểm soát. Để giải thích cho việc Kremlin trở thành một mục tiêu quan trọng của quân đội Ukraine, các chuyên gia quân sự đã nhấn mạnh về vị trí chiến lược của thành phố này. Kremlin nằm trên tuyến đường chính nối với Lysychansk và Severodonetsk và chỉ cách hai thành phố này khoảng 20 km. Giành được Kremlin sẽ mở đường cho Ukraine tiến tới Lysychansk và Severodonetsk, khu đô thị lớn thứ hai tại tỉnh Lugan với dân số khoảng 250.000 người. Kịch bản Kiev kiểm soát Kremlin cũng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Nga tại Lugan. Trước sự nỗ lực kháng cự của quân đội Nga cùng lực lượng dân quân Lyha-Lugan, mục tiêu kiểm soát Kremlin của Ukraine hiện vẫn chưa được hoàn tất. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Ukraine sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Kremlin trong thời gian tới như là một phần trong kế hoạch phản công giành lại lãnh thổ. Để tiếp sức trong đà phản công của Ukraine, các đồng minh phương Tây đã liên tục gửi thêm vũ khí hạng nặng cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hôm 26 tháng 3, ông Slavanka Petrovska, Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Macedonia tuyên bố nước này sẽ gửi 12 trực thăng tấn công Mi-24 cho quân đội Ukraine với khả năng hỗ trợ bộ binh và tấn công tiêu diệt xe tăng cùng xe bọc thép của đối phương một cách hiệu quả. Trực thăng này được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine đối phó với ưu thế áp đảo của lực lượng tăng thép sắt Nga. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, 7 trực thăng tấn công Mi-24D đã được Cộng hòa Séc bàn giao cho quân đội Ukraine. Các trực thăng này sau đó đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu đáng ghi nhận trong các cuộc giao tranh tại miền Đông và miền Nam nước này.